Thoại ghi lại cảnh tượng một chiếc xe khách giường nằm chở theo khoảng 10 người cháy dữ dội trên cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, đoạn qua huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội. Chiều ngày 17 tháng 2 năm 2022, trao đổi với báo Thanh Niên, chỉ huy đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 thuộc Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, đơn vị này đang phối hợp với công an huyện Thường Tín để điều tra nguyên nhân vụ việc. Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ 50 phút ngày 17 tháng 2, xe khách giường nằm do tài xế Nông Văn Duân, 32 tuổi ở tỉnh Thanh Hóa, điều khiển chở theo 10 người di chuyển trên cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ hướng Hà Nam đi Hà Nội. Khi đến km 195+700, xe bất ngờ bốc cháy. Phát hiện sự cố, tài xế đã cho xe dừng vào làn khẩn cấp, đồng thời hô hoán hành khách sơ tán, mọi người hỗ trợ dập lửa. Tuy nhiên, do ngọn lửa bùng quá lớn, xe khách đã bị thiêu rụi, còn trơ khung nằm trên cao tốc. Toàn bộ hành khách trên xe đã sơ tán an toàn nên không có thiệt hại về người. Nhận tin báo, đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 đã đến phân luồng phối hợp với đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn công an huyện Thường Tín, phân luồng giao thông, xử lý sự cố và điều tra nguyên nhân vụ việc.